Giờ có người mẹ từ ở nơi xa miền Tây đến nhờ Tiến Hải giúp giùm là tìm được con gái nó bỏ đi ngày 24 tháng 6 năm 2022. Bà con bé là vợ chia sẻ giùm mà coi, bà con bé là vợ chia sẻ giùm mà thấy mẹ khóc rất là tội nghiệp. Chị họ tên gì? Em tên Quỳnh Thị Phượng, Sinh năm mấy? năm 78, Chị đến, chị quê đến đâu? quê quán ở Trà Trà Vinh, chị đến xe, đi từ Trà Vinh lên đây lúc mấy giờ? lên lúc 10 giờ mấy, 11 giờ gì cũng không rành, Rồi tại cũng không biết chữ mà. chị này không biết chữ, bà con bác rồi chia sẻ giùm. Chị nhà có la đại gái mà gái bỏ đi, Dạ không có gậy là nói gì hết á, tự nhiên là đi ra mất tích luôn à. con con gái họ tên gì? Nguyễn Thị Bích Nhi, Sinh sinh năm 2005. là bà con bác rồi chia sẻ giùm bà con về bé 2005. Bé còn học hay là nghỉ học rồi? Nó đương nghỉ mới nghỉ hè Nghỉ mười hè một rồi á. đó, bà con bác rồi chia sẻ đang nghỉ hè lớp 11 phải không? Bà con nay lên lớp 12 sao? Bà con bác rồi chia sẻ giùm mọi người. Tội nghiệp quá, mẹ khóc nè mẹ. Nếu mà con thấy là mẹ đến đây nhờ Thiên Hải con về đi. Bà con bác rồi chia sẻ giùm bà con ơi. Bà con bé ai mà dắt bé này đâu, tội nghiệp đưa cho nó về đi học còn học hành đó. Còn học hành cho học hết lớp 12 đi. Bà con bé lại chia sẻ giùm. Bà con bé lại chia sẻ giùm bà con mọi người. Mọi người chia sẻ giùm mọi người. Sao lại nấy quá, qua Ơi, đây. con ở đâu vậy mẹ Là Nhi mẹ khóc ơi, rồi đó. Bà con bé lại chia mẹ sẻ nhớ giùm. mẹ ngóng mà Quay nhớ qua không đây, có chị quay qua nói đây. Nhi ơi, Bà con bé lại chia sẻ giùm mẹ khóc quá chừng nè. Bà con bé lại Nhi kia ơi về rồi. con về đi, mẹ không có nói gì con đâu, mẹ thương lắm Nhi ơi, Đó con bà bỏ con mẹ đi nữa. đó bà con có loại chia sẻ giùm đình thằng đình là giúp giùm cho con nó thấy nó về. Nhìn bà con cô bán giúp giùm con mới về đi, con biết nó đi nó thì tin mấy cái bán nó tính không biết hồi nào nữa. Bà con có loại chia sẻ giùm nè, chị lại đây nè, chị lại đây. Bà con có loại chia sẻ giùm không như con thấy con về nha, con thấy về nha, kỳ không thấy nha. Như con về cái hình này Con về đi Nhi mẹ ơi. khóc này ơi. Con ở đâu thì Nhi, con có biết địa chỉ đâu, con chỉ người ta kiếm con về đi Nhi ơi. Bà con bán loại chia sẻ giùm mà thấy chưa không có chừng đó, bà con mẹ khóc này như ơi. Giờ lâu em muốn chuyện của con mất hết trơn rồi Nhi ơi, điện thoại con đâu Nhi ơi, con để nó về đi Nhi. Đây đây lên, để con bác lỗi chia sẻ giùm bà con. Hình không thấy. Thì đứng ngay lại đây lại đây. Bà con bác lỗi giúp giùm hay. Bà Như con cô bán có bà thầy chia giúp sẻ. giùm con tôi cho nó về nhà đi. Bỏ đi ngày hai, bỏ đi ngày 24 tháng tháng 6 12 bà con bác là con về đi con ơi. Con về đi, đau lòng quá. Đau lòng lắm Nhi ơi, về với mẹ đi con ơi. Dạ mấy chú đã giúp giùm con tôi đi, giờ nó không biết nó ở đâu hết trơn. Bà bắt đầu chị xí bà coi. Giúp giùm bà coi. Giúp giùm mọi người, giúp giùm mọi người, giúp giùm. Bà con giúp giùm bà con, chị ngồi đi mà xuống con quay nó. Bà con cũng biết là vẫn giúp giùm bà coi. Mình mời quá bà con. Giúp giùm bà coi. Giúp giùm con thấy mẹ đi kiếm con về đi con ơi. Về đi thằng này nè. Về đi con ơi. Về đi con ơi, thằng này dắt đi bà coi. Phải không? Này dắt đi phải không? Dạ cũng không rành nó, Rồi, tại rồi thì bà mấy coi. cái hình đó thì nói vậy thôi. Rồi bà con có bắt đầu chia sẻ giùm mọi người. Bà con bắt đầu chia sẻ giùm mọi người. Cảm ơn mọi người chia sẻ giùm. Con đâu rồi, bà con chia sẻ giùm mà con có liên hệ địa hiệp sĩ Minh Hải 0913 630 921 0913 785858. Chị này đi mấy trăm cây số mới gặp địa hiệp sĩ Minh Hải. Bà con bắt đầu chia sẻ giùm. Chữ biết chữ nữa, bà con bé này, con mà học biết chữ mà con không bỏ nhà với mẹ. Bà con bé lên chia sẻ giùm bà coi. Sao chối nắng kỳ bà con ơi, thương tôi bà con. Trời ơi. Bà con ơi, chia sẻ giùm mọi người, chia sẻ. Cảm ơn mọi người chia sẻ giùm bà người. Mẹ khóc quá chừng nè, nước mắt mẹ. Đó, hay luôn. Không biết con giờ ở đâu nữa, đi không biết ở đâu luôn. Ở nhà không có ngày la gì hết trơn á. Bà
con bé loại chia sẻ mọi người, chia sẻ cảm ơn mọi người, cảm ơn nhiều nha. Có điện thoại Hiệp sĩ Bình Hải 0913630921 0913785858 bà con cảm ơn nhiều.